Ok, hello, xin chào anh em quay trở lại với channel của bố thầy Hải anh em nha. Rồi bắt đầu thôi anh em ơi, tay phòng siêu xe này thì với số vốn 2M xem làm được gì nào. Ôi, tay này thấy ra hai lần là Mercedes và một lần Porsche này. Tay này thì có thể ra siêu xe hơi khó đọc nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi hai cửa 5 lít thôi nha anh em ơi. Mình sẽ đi con Volkswagen và con BMW anh em nha. Mỗi tay 5 lít xem như thế nào anh em ạ. Rồi BMW anh em ơi thơm à, phải như thế chứ. Rồi ok, hai tay đầu thì đi 5 lít chốt 114 khá là ngon. Giờ sẽ hạ volume đi ba tay nhưng mà mình chỉ còn đi 50k thôi anh em nha. Hôm nay thì hướng dẫn anh em chơi một cái mẹo mà giúp anh em bảo toàn số vốn chứ không khuyên anh em là nên săn chín với game nha. Chơi thì có điểm dừng thôi anh em ạ, chứ không là vỡ nợ chết anh em ơi. Rồi Cadillac nào, húp tiếp 50k nhân 5 là 250 trừ kia là 150 anh em ơi. Ok, tiếp tục nha. Tay này thì mình sẽ bỏ Mazda anh em ạ. Mình đi ba cửa đầu tiên lại. Và cho một tí 5k Mercedes anh em nha. Đi thì mình chỉ một tay đi ba bên đây. Đây, mình nói hơi khó, một tay mình đi ba cửa này. Và tay sau thì mình sẽ đi ba cửa này. Đấy, anh em có thể hiểu không? Rồi, ok, tay này mình đã bỏ Mazda thì ra Mazda rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua ba cửa này lại và mình gấp đôi lên anh em nha, gấp thép lên. Rồi, tay nữa. Đó, ok. Anh em cứ chơi qua lại vậy thôi. Nói chung là một tay anh em bỏ bim, một tay bỏ Mazda. Đấy, cứ chơi qua lại như vậy anh em nha. Hắc cầu siêu xe anh em ơi. Rồi Volkswagen dính luôn. Ok, tay này sẽ bỏ Mazda anh em nha. Và trở lại với số vốn 50k 30 năm rồi anh em ơi. Nó phải như vậy chứ. Ôi trời ơi, tay này dính mẹt rồi, đen quá. Ok anh em ơi, gấp đôi lên. Mình chơi mình sợ nhất là ra siêu xe luôn anh em ơi, rất là nhức đầu anh em ạ. Chơi mà ra siêu xe nhức đầu lắm, đang đi bốn cửa dưới mà cứ ra siêu xe là hơi mệt. Volkswagen húp anh em ơi. Đấy, sợi phải như vậy chứ. 3M6 rồi anh em ơi. 3M6 rồi nha. Rồi ok, giờ sẽ quay trở lại 50k. Và nãy mình đến tay nào rồi nhỉ? Mình không nhớ nữa anh em ạ. Hình như nãy mình đặt bim đúng không? Giờ qua lại Mazda đi, mình cũng không nhớ anh em ạ. Dạo này hay quên quá già rồi. Quả này mà ra bim là đau đớn lắm này. Ui, ra bim thật anh em ơi. Ra bim thật luôn anh em ạ. À. Rồi ok không sao anh em ơi. Giờ 100k qua lại cửa bên kia và bỏ Mazda nha. Rồi vậy thôi. Easy, đơn giản vậy thôi. Rồi ok anh em ơi. Anh BMW này, đấy, trời, quá ok là 3M664 rồi em ơi. Rồi, bây giờ thì chắc video siêu xe mình đây là sẽ ngưng thôi. Và mình khoan nào đó mình sẽ qua cơ chơi vài tay 50k cho nó lên đến là sao anh em nha. Rồi, với bóc cơm này mình hướng dẫn anh em luôn là mình sẽ chọn những tay nào mà tỷ lệ thắng ăn ít hơn nhưng mà lời đồng nghĩa và việc lời nó sẽ cao hơn anh em nha. Như 4 là mình đánh dưới ha. Rồi ok, gì mà đánh trên này. Ôi dồi ôi, bài khó ăn đấy, 9 trên này. Úi dồi, 10 trên anh em ơi. 10 trên này. Ây da, khó thế. Úi dồi ôi. Rồi ok, gỡ được một tay anh em ơi, 7 dưới à. Rồi đây, giờ mới bắt đầu có lợi nhuận anh em ạ. Rồi, 8 auto trên nha. 8 thì không biết cửa nào thì anh em mình sẽ auto trên. 6 dưới này. Rồi ok, đấy. 4 dưới, 2 phát nào.
Đây, 3 luôn, 37 anh em nha. Đấy, nó phải như vậy nhá. Rồi, lên 4M không anh em. Đây là cái mẹo ở chơi siêu xe, kết hợp là lật bài anh em nha. Anh em nhớ là vẫn ở trong phòng siêu xe nha, không ao ra chơi mini poker nha, vẫn ở trong phòng siêu xe chơi nha. Dưới 2 phát nào. Rồi, ok, ngừng ở đây anh em ơi, 3M9 nha. Đấy, anh em ghi nhớ nha, vẫn ở trong phòng siêu xe. Ok, anh em với số 42M chốt lên 3M9 rồi anh em ơi. Cho làm tròn 4M đi nha anh em, còn có năm mấy k rồi. Mong anh em ủng hộ channel của bố thầy Hải nha. Chào tạm biệt anh em.